Rồi bữa nay mình sẽ quay con 70 DC 70 2017 cho các bạn xem nha. Hiện nay thì miếng đất này, vạt đất này thì cắt còn cỡ khoảng vài trăm công nữa thì dứt hết nha các bạn. Bữa nay dồn chuột nha các bạn, ta đi bắt chuột lắm nha, chuột cũng khá là nhiều chuột á. Vụ hè này thì lúa mấy miếng sau thì hơi thấp hơn mấy miếng trước nha các bạn. DC 70 rồi 219 nha, đấu hàm 95 luôn. Máy này còn cũng rất đẹp nha các bạn. Nè, mấy anh này đi bắt chuột. Quá chuột rồi. Chút xíu nữa gom cù luôn nha. Lúa này khá là trúng nha các bạn. Bông cũng quá bông luôn. Mấy anh bắt chuột, quá bắt chuột rồi các bạn ơi. Rồi cô kéo là kéo lúa luôn các bạn ơi. Đất lúa rất là màu các bạn ơi. Trời, cái này nắng rồi, cắt rất là mau nha. 70 bờ lút. Quá màu rồi các bạn ơi, lúa đứng các không
không có sượng nha. Tắt ở đây trúng lắm các bạn ơi. Cái này 4 công mà mới cắt có phân nữa mà gần 40 bao lúa rồi các bạn ơi. Và lút nha. Rồi 2019 luôn. Xong rồi các bạn ơi, miếng lúa này quá trúng rồi, khoảng 19 hoặc là 20 bao đó, một lam nữa rồi các bạn. Xong rồi các bạn ơi, cái đất gì không có chuột nha. Có chuột rồi. Rồi chuột chà bá luôn, hết biết chuột rồi. Rồi xong rồi nghe các bạn. Bây giờ máy sẽ qua miếng đất khác nha. Còn mấy anh cụ khéo thì còn lôi xe này nữa mới xong các bạn.
Xong miếng đất này mình cũng kết thúc video nha. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn lại video sau nha. Tại vì còn xe lúa này chắc mấy bao nữa là xong.